Đây, công chúa, người chạy không thoát đâu. Nếu cô chịu từ bỏ thân phận công chúa, sẽ không cần tranh ngôi với hoàng tử của chúng tôi nữa. Tôi không muốn mạnh tay với công chúa đâu. Tức thật, rõ ràng là không coi ta ra gì, chỉ là ngươi chọn cái chết. Bốn, tính thời gian về với chim vương sau. Tiếp chiêu đi. Hỡi dạ. Ba. Ba. Giải đang chơi. Hai. Đúng là tài năng có hạn. Giỏi. Bốn. Sao chứ? Chạy đâu cho thoát. Ơi, đại ca à, cô gái này là ai vậy? Không cần quan tâm, hôm nay công chúa đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Trời trời, chiếc bánh bao của tôi. Nguy hiểm đó, chạy mau đi. Ôi, bánh bao của tôi. Hả? Bánh bao nào? Trả ta. Sùng Minh Quyền, cô rốt cuộc là ai? Truyền nhân thứ 13 của võ quán Sùng Minh chính là ta, Quyền. Hôm nay công chúa có người của võ quán Sùng Minh bảo vệ, lần sau sẽ không may mắn thế đâu, hãy đợi đấy. Wow, họa tiết của thanh đao này lạ mắt ghê ta. Hoàng gia thất công. Wow, đây là thanh đao hoàng gia ban thưởng sao? Tôi vừa đánh bay người của hoàng gia ư? Tên đó còn gọi cô là công chúa nữa. Xin lỗi, để cô bị kéo vào chuyện này rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng mà cô nên chạy đi thì hơn. Dù Tây Sa đã bị đánh bại, nhưng hoàng huynh ta quyết không để yên đâu. Có lẽ huynh đệ tương tàn, chị Ngô Dương chính là số mệnh của nữ tử hoàng tộc rồi. À, tôi biết rồi. Cô biết điều gì rồi? Nè nè, cô là công chúa được nhiều người yêu mến, anh trai cô là một tên xấu tính đố kỵ. Hắn sợ rằng bạn sẽ cản trở hắn thừa kế ngai vàng, nên đã sai hai tên vừa rồi thủ tiêu bạn. Không thể sai được, trong truyện viết như vậy. Chắc chắn tôi đã đọc hết rồi. Không ngờ là chuyện này cũng hơi giống vậy. Đừng lo, sau này cô cứ đến võ quán chúng tôi luyện tập, tôi sẽ dạy cô. Bảo đảm sau này sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa. Tôi... Đi nào. Tôi đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn bánh bao đi. Ăn no rồi tôi sẽ đưa cô đến võ quán. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ơi, này hai cô kia, lên thuyền cho ta mau. Thu thập nhân tài thiên hạ về phe mình mới chính là đế vương. Hoàng huynh à, lần này huynh thảm bại rồi. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.